chào cô chú anh chị các bạn đã đến với kênh của mình. Em bữa nay cũng có khách nha, cũng có khách đến lễ ký giấy xe máy nha. Bữa nay đó có khách lại đó, hồi nãy đoàn lại trong lúc đã lại rồi. Thì nói chung bữa nay thì ngày còn 3 ngày nữa bạn ha. Bữa nay mấy tay thiện sao vậy? 2 ngày nữa chú bạn, còn 2 ngày nữa là lễ ký giấy xe máy vô ha, 2 ngày nữa. Đó, bữa nay thì cũng có xe là khách đó, nói chung khách lại. Đó, đây là cổng vào. Đó ha. Đây cổng vào. Đó. Cái bán bún nước lèo. Đó. Tô lọc nôm mà chốc tích sầm lo. Đây, nhìn rất là ngon nè, thấy không? Đó, nhìn rất là ngon. Đẹp cá lóc đồng luôn á. À, cá lóc đồng luôn á. Đây này, đường đi vô. Đây đường đi vô nè. Đó. Đây. Bạn nói chung là hàng ngàn gian hàng bán luôn á. Không phải hàng trăm nữa. Đó, đây, tủ bán nước mía nè. Đây. Bún nước lèo gỏi cuốn. Nước mía. Đó, xe xuống dưới đậu lên này, thấy không? Đó, nó xuống đó đó. Đó. Đây, đây bò buôn bán đồ ăn nhiều chú bạn, lô tô rồi ha. Cái này để xe nè. Chế chạy xe xuống đây là vừa luôn nè. Đó. Để xe luôn á, bên này ha. Đây, đường vô đường xuống nè. Đó. Đây buôn bán cảnh buôn bán rất là nhiều luôn, bà con buôn bán rất là nhiều. Nước mía, nước uống đủ luôn. Đủ luôn, đây cũng bán ăn nữa nè. Đó, đây bán ăn nữa nè. À, mì gói mì gì ha, đủ ha. Phía này thì bán cho thuê. Cho thuê gì nè, liên hệ nè, cho thuê mặt bằng buôn bán nè. Thì bán 1 2 3 nè. Đó. Đây bán nhiều lắm thiện ơi. Đủ luôn ha. Còn chí đủ giống ta ông Vinh. Ừ. Ô, ông anh này bán gì nịch quá trời à. Đây, bà con cô bác nào muốn vô chùa thì mua đồ dây nịch, đồ bốp, da đồ ở đây nè. Ông anh này bán đủ nè. Đây, vô đây là gặp luôn à. Ngay cổng vô là gặp ảnh bán luôn. Đủ thứ nha. Bán đủ thứ luôn nè. Đủ loại dây nịch, loại đẹp đẹp không ha. Đó. Đây, bốp da. Đây quán nước. Đó. Đây quán 1, 2, 3. Ông đi lẻ với ông nội. Đây cổng nè ha. Đó. Đây. Đây dịch bán rất là nhiều luôn. Đây đoàn dục kê cũng hát ở đây mà chứ hình như là hát 3 đêm mà. Cái nhà vô mới hát nha. Đó, đây cổng rất đẹp. Đường vô. Đây dùng tất láng chạy rồi ha. Hết trơn rồi, đây gian hàng giờ này người ta đóng cửa rồi, chưa bán. Đó. Chưa bán. Đây. Rất đẹp. À, ở đây bán gì nữa nè. À. Màu tiệc ơi, màu tiệc ơi. Màu tiệc ơi, màu tiệc ơi. Bật là. À, đây bún xào, bún xào. Bún xào, bún nước lèo. Bún xào, bún ở giò viên đi ha. Rồi. À, đặt chưa giò viên viên đây. Bún xào giò viên thấy xài chứ mấy bún nước lèo. À, bún nước lèo, nước mía. Đó, đủ luôn nè. Ai anh em nào vô chùa nhớ vô đây ủng hộ nghe. Ở đây là ngon nữa. À, ngon. Cái trẻ ngon nữa. À. Là đủ đủ ấy luôn. Vừa ngon vừa rẻ. Mà vừa chất lượng. Vừa chất lượng luôn, rồi chỗ ngồi là thoáng luôn em, mát luôn, thoáng mát luôn. Mát luôn. Mát như mấy lạnh vậy. Con rẻ. Mấy lạnh vậy đó. À. Ngồi giúp giúp hội cái gì? Cúng xào. Cúng xào, xào chưa. Rồi. Chưa chưa? Có chưa? Không có. Tại em thầy chút nữa đây, chút nữa quay vòng lại. Ờ, tại cái em bị viêm son. Ăn không dám ăn cái bún nước lèo. Bún xào. À, bún xào được. Viêm son là tại tại giống như là cái bún nước lèo nó có chất mắm á. À. Đây nè, anh chị em nào vô chùa Sa Mạ là nhớ ủng hộ nghe. Vô ngay cổng luôn, ngay cổng chánh luôn. À. Đây. Rồi chút chuẩn bị đi, chút vô ủng hộ á. Rồi.
đủ hả? Vẻ ngon đó. Đây, phong cảnh của ngôi chùa bằng huyết. Đây hồ sen các bạn, đây cái chị bóng nè, đây hồ sen rất đẹp, rất đẹp luôn hồ sen. À, chị bán gì chị? Chị bán gì? Em bán đồ ăn. À, bán đồ ăn mà chưa bán đâu ha, mới dọn lời á. Dạ. Này đợi tới ngày hay là tối mới bán? Tối mới bán. Dạ. Bây giờ là bán rồi nhưng mà tối mới bán. Chị bán món những món gì, giống như dò viên gì đó hả? Dạ. À. Này nhớ ủng hộ kênh em ha, kênh Hoàn Toàn TV chuyên gì quay lì hội đó. Nhiều khi bây giờ mấy người người ta buôn bán á, người ta vô xem kênh để người ta biết chỗ nào có dục kê đằng là đi đi dặn ta bán á. À, là gì đó. Duyên gì lì hội không ạ? Dạ. Đây cũng có bà con cô bác đâu đây ha, chuẩn bị bán nhang ha. Đây. Nhang rồi chọc sách đủ ha. À, ngôi chùa này có bốn lán chạy ha. Phía này hai cái. Đó, phía này hai cái lán chạy. À, phía bên kia hai cái lán chạy. Đó. Ở đây thì đoàn chị Vinh ha. Ô miên chú bị sáu lên cho chú tiến đi. Ngày cho ở ngày nữa đi. À đi lọc phòng. Bà về phòng thuốc đi. Bà lúc mà ngay á miên. Buồn ngay bà. Buồn ngày á miên nó lựng nổi đây. Nó sọc nổi bà. Nó sọc nổi. Sọc đây sọc quanh nó bằng cái chắp. Bằng dạ. Còn kia nó khen đây nè. Dạ. Ba thằng mỏ đây, thằng lăng khém mày. À, đây bán đồ lưu niệm ha. Đây đầu trần nè. Đó. Đây. Rồi cái này cảm ơn rồi ha. À, đầu trần. Và dắt. À miên. À mò vô đó miên. À, mà bị sợ là nhận men luộc nâu xà mạ cành sáng ấy. Dạ, tổ. Ồ, chẳng dọn bị cành sáng mà nâng. Nâng ấy. Chẳng bà dọn vì nâng thấy tao ô chung ba này. Dạ. Tao ô chung ấy. Ô chung mình như là nó ngày, ô chung mình như là tháng, cũng trong tháng 3 nè. Tháng 3 dân đó nè. À. Trong phía ngay. Hà Tiên ấy. Ồ, tao, hàng Kiên Giang quá anh. Dạ. Bạt, hàng Kiên Giang. Gúc vì nâng tao Kiên Giang. Hắn đó, đó đây là xuống đó. Tháng 4. Ba, đây xuống tháng 4. Ô trần vua này sát nó miếng ơi. Sạch sát nổi. Quá đẹp luôn trời. Nè cảm ơn. Quay từ đây đi luôn đi chứ. Đây nè quá đẹp luôn này chứ. Bát men đó miếng. Anh đi chứ. Nói chung là quảng cáo thôi. Nói chung quảng cáo thôi. Quảng cáo rồi là. Cập bọc á. Cập bọc mấy anh đi nè. Đi cái mì sao. Mì sao. Ô còn tay sạch sát ở bên nha. Ô. Quá đẹp luôn nè. Thấy không? Đẹp á. À, ơi, thì phải là máy mấy á, thiện gọi muối. Để chỗ giống của mình ở nhà này. Sạt á mà bọn bố đây mẹ miên nha, mau quạt nơ mau chuột miên á. Mau chuột đó lành phòng ve nó phân tích là miên lúc lẫn đi. À vô là gặp ba dặn là bác ở đây nè. À, cô bán ở đây là đủ thứ luôn ha. Đó, đủ thứ. Toàn là đồ đẹp đó. Đồ đẹp không? Quạt là có đủ. À. Cách tầm mau canh sang cũng món đường đây nè. Ba à, ôn mau vô đâu à? Mau vô đâu vì sao đấy hả à? À, phải tầm dọn đấy vì từ sao đỏ này tập dọn em dọn em mình dọn mấy tóc cành sáng ấy mình lọc cành áo lọc cành sáng đấy nè. À mà đúng đi mà nó hàng đóng phiền lúc này sau chứ hàng dưới nó nỉ mày ơ sau chứ này người ta mơ đâu nó nỉ hàng lúc ăn. À, đây mới dọn ra ha. Nó à, bảy rồi. Có giá hết. Đó, đủ thứ nè, bán đủ thứ. Đó, đây dầu diêm son nè, dầu chỉ diêm son này có đủ ha. Bà con cô bán là vô đây thì nhớ ủng hộ em trai nha. Hả? Ở biển gió. Thì biển gió. Đó có thứ gì đúng. Đó. Đây chỗ chụp hình. Ồ, này khu lọc này đó nè. Này khu lọc này đó. Đâu chỉ tụm nhau mình tính biển do lấy ông đoạn thôi á. Bắt nhau mình à. Ờ, mình chăm đấy. Nó có biết à. Nó có biết à.
màu đây màu bị chị Vinh ngọt nét đấy không? Mấy này không nâu thay lên vậy. À nâu sọc dương này đấy, bạt nâu sọc dương. Đây đổ nè, bằng cái này 6 nè. Bạt. Thì cái 6 Floyd. Đó, đây dòng đeo tay được có đủ ha. Đây nành nữa nè. Nành nè. Đó, đây nè, cô chú các bạn nào muốn vô đây mua thì vô chỗ chú em, vô chùa là gặp nè. Đây, nành rất đẹp nè ha. Thì nành heo quá chú. Nành heo dạ. Đó, nành heo. Đủ ha. Đây. Đây chỗ chụp hình nè, lưu niệm nè ha. Chụp bông cẩm đi, chụp hai đi, chụp một. Chụp lẻ qua đó chụp cái đó đi. Đây anh em bên chị Vinh bán nhiều ha. Vậy là bán đồ cổ chị Vinh vậy là muốn hết dòng tour luôn. Bung xe tải á. Ê bà không ấy quay đây nè, việc nè, xấu nè. Bởi vậy mình không biết quay chỗ nào. Quay đường lại. Về trước đâu có. Đây nè. Đó cặp bự. Bên khá là bạn. Bên khá là bạn thân sạch đó này. Thứ mẹ nổi ba. Thì ba. Thì lúc ta đây nó hăng lưỡng nó nguyên bộ. Ba. Hay sao là ai trong xa xa. Hổ anh Thiện quay cái xấu này nè. Đi lúc lại dưới đi. À. Đó. Đây dưới gốc cây Bồ đề. Đây cảnh bà con buôn bán rất nhiều thôi. Đang trang trí đèn phía kia, trang trí đèn thêm phía bên ngoài dính điện hả. À. lên không, mình vòng vòng qua mình đi rồi nè, lên chơi nè, chơi vòng. Ừ. Đây đang trang trí bóng đèn thêm ha. Trang trí bóng đèn thêm. Chích vô chích điện. Đây cũng có cái học Sima cũng đã làm rồi rồi ha. Học Sima cũng làm rồi phía trên. Đây mình đang đứng trên trên ngồi dưới điện, ông nội Thiện lên chơi nè nghe. Đây mình đi lên trên ngồi dính điện ha. Đó. Đây. Đây phần trong. Chính học lá sau một học. Ha. Đây 3 6 8 9 ở sau sau Phật Thích Ca Mâu Ni. À. Tới nữa di chuyển bằng đá xi măng thì mỗi hố là một đá. Không, nhưng mà mình lại sớm vậy á, mình không có bị kẹt. À, không bị kẹt. Khỏi đông người chen lấn gì nữa. Em lại trước đầu tiên luôn mà. Vô đây. Đấy. Trước đầu tiên luôn. Ở phía sau học đó. Là chính, đi đủ chính rồi. Chuẩn bị bàn ghế may các bạn khánh thành. Chưa đó, tắt tay rồi, mời bữa sáng à. Vậy ông hỏi nãy muốn nói bữa nay sao? Thì bữa nay sáng mới 7. Ngày 18 rồi. Mời chị khách xí ma. Mời chị khách xí ma. 3:30 chiều. Chú Hô phải mở đặt con đào đó, mình đặt hơi lưới. Cái sâu lớn đấy. Ní lục đặt thùng hơi sâu đặt lớn đấy. Ở dưới nào đây nè. Đây chuẩn bị khu chuẩn bị các băng khánh thành ngày 8 tây. Quay clip dài luôn đi ông ơi. Mai lại nữa rồi. Ở đây phần chuẩn bị các băng khánh thành. Ngày 8 tây. 8 tây. Đó, ngày 8 tây. Đây. Chuẩn bị các băng khánh thành ngày 8 tây. Đây phần trên của dính điện nè.
Ê, đây đi vị trí cái lán chạy có 4 hả? À đúng như vậy nha. Lễ đài, lễ đài. Bóng đèn lên nè. Hai bốn gần 10 trái vậy, dưới vô. Đây nè, đang đứng trên ngôi chính điện của các bạn ha. Giờ sẽ xuống dưới lại ha. Đó. Sẽ xuống dưới lại. Lễ kết giới Sima chùa bằng phoenix. Còn bữa nay 6 à, còn 2 ngày nữa. 2 ngày nữa sẽ các bạn khánh thành. À, đi quay ở phía dưới một vòng ha. Đây. Ở đây phần dưới nha, đi xuống dưới lại nha. Đó, đi xuống dưới lại nha. Đó. Ở đây chỉ có 4 lán chạy thôi, nhưng ở đây buôn bán ở bên chợ Vinh Lợi bán đồ rồi nhiều ha. Đây đồ chằn rồi nó nhóc này. Đây. Đó. Đây bên chợ Vinh lại bán. Đó. Ở đây chỗ tiếp đãi Phật tử ha. Chỗ này. Đó. Đó. Ở đây chỗ chuẩn bị cái gì? Chắc băng cánh thành đó nè. Đây. Chuẩn bị chắc băng cánh thành nè, trang trí nè. Đó, ngày mốt 8 tây. 8 tây ngày mốt ha. Đây. Đó. 8 tây ngày mốt chắc băng cánh thành. À dù bằng phoenix. Đây chỗ tiếp đãi Phật tử nha, cũng chuẩn bị đã xong ha. Đã. Đã xong. Bỏ thêm dốc quá. Đây giờ bán rồi. Buôn bán em. À, bon, sức khỏe. Ở đây thì nói chung bên chợ Vinh nó lại bán đồ nhiều á, chợ Vinh. Đây cũng bán cơm ăn, cơm xương, bún. Đó. Bán đồ, bán đồ hay vậy? Ồ, đó là chiên, 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 tòng chiên. Cô ở Cần Giờ Mẫu. Ờ, nhiều mẫu quá hả? Này tòng chiên. Cái này chỗ này mình đăng ký trước hay gì vậy cô? Này tòng chiên. Chiên bán đồ Khmer. Đồ Khmer. Đồ cổ. Đó, đây cái nè, đồ cổ này nó không thấy cân không? Bán đồ cổ. Nói chung là bán đồ cổ đó. Có gì cổ nữa không con? Nhiều lắm mà chưa lấy ra. Chưa lấy ra. Đây ghe ngò. Chạy ghe ngò của chùa bằng phoenix. À có thể qua lại cái Tsushima này bằng phoenix sẽ đóng ghe ngò mới nha. Ê. Thì được rồi, chú quay. Đi ăn cũng á. Đây toàn cảnh của chùa bằng phoenix này. Mình đang đứng tại chùa bằng phoenix quay toàn cảnh lễ kết giới Sima. Còn 2 ngày nữa, ngày mai sẽ chuẩn bị nói chung dựng chuyện đá Sima ha.
đường chuyển đá xi ma ngày mai đó. Rồi clip mình tới đây cũng kết thúc ha. Cô chú quý vị bạn xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chân thành cảm ơn cô chú quý vị bạn rất nhiều.